Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Phim & More của mình. Trong video hôm nay, hãy cùng mình đến với một bộ phim hành động tội phạm của Hàn Quốc được công chiếu trên nền tảng Netflix có tên Bloodhounds, tựa đề tiếng Việt là Chó Săn Công Lý. Nhưng thật ra mình không thích cách dịch tên này cho lắm, vì nó một phần nào giảm bớt sự máu lửa của bộ phim này. Bloodhounds là tên của một giống chó có khả năng đánh hơi vô cùng nhạy bén, nên thường được các cơ quan an ninh sử dụng nghiệp vụ đánh hơi tội phạm hay tìm người mất tích thông qua mùi hương. Bộ phim này kể về hành trình lật đổ một công ty cho vay lừa đảo, lợi dụng tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ở đâu có mùi tiền, chúng sẽ đánh hơi và lần mò tới. Trong đó cả hai phe thiện và ác cũng vừa bắt buộc phải truy lùng, đánh hơi để lật đổ đối phương. Còn nếu chơi chữ một chút thì Blood là máu, Hound là chó săn. Những con chó săn phải cắn nhau đến đập máu. Nếu bạn nào thích story của bộ phim My Name của Hàn Quốc cũng được chiếu trên Netflix thì Bloodhounds là một bộ phim các bạn không thể bỏ qua. Mỗi trận đánh trực chiến cũng đều đẫm máu, chẳng khác nào những con chó săn đang cắn xẻ nhau. Vì thế mình thấy cái tên Bloodhounds đúng hơn, chứ bộ phim này công lý cũng là một thứ xa xỉ, chứ chẳng có chó săn công lý gì cả. Vậy trong Bloodhounds có gì? Cũng như tiêu đề của mình, liệu Bloodhounds có thật ngoài đời hay không? Thì mình mời các bạn đi vào video của mình thôi. Phim theo chân chàng trai Kim Gun-woo là một võ sĩ quyền Anh, lấy bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 đang phức tạp và gây ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Sau khi chiến thắng giải tân binh, con đường đang rộng mở hơn khi anh lên tuyển thi đấu. Thế nhưng tình hình Covid chuyển biến ngày càng trầm trọng hơn, mọi nơi đều phải đóng cửa, số ít còn lại đều kinh doanh rất khó khăn. Trung tâm huấn luyện của anh không trụ nổi cũng đành phải đóng cửa. Mẹ Gun-woo đang kinh doanh một quán cà phê, nhưng vì khó khăn nên đã mượn tiền công ty cho vay có tên là Thủ đô Nụ Cười, một công ty cho vay không lãi suất với tầng lớp trung lưu và lấy lãi suất thấp với giới thượng lưu. Thủ tục vay vốn cũng vô cùng nhanh gọn lẹ, giấy tờ nhanh chóng, chỉ cần chứng minh nhân dân là được. Bộ phim cắt ngang sang vị chủ tịch Choe, cũng là một người cho vay không lấy lãi, cũng như không có hạn định thời gian. Ông chỉ với mục đích giúp đỡ mọi người, một bầu không khí khá tích cực cho một tình hình vô cùng ảm đạm trong đại dịch khó khăn. Nhưng không, núp bóng đằng sau cái tên nụ cười, bạn sẽ chẳng cười nổi khi đã trót lỡ vay tiền chúng, bất kể bạn giàu hay nghèo. Đằng sau công ty nụ cười là cả một cơ cấu vô cùng quy mô và bài bản. Chúng sử dụng những chiêu thức lừa đảo, lợi dụng nhu cầu cần gấp tiền của người vay. Chúng sẽ soạn hợp đồng ma mảnh, đính kèm những điều luật trả lãi vô cùng cao, bằng thủ pháp chèn vào tinh xảo những điều khoản này bằng những con chữ số rất nhỏ nhằm đánh lừa qua mắt người tâm lý đang cần tiền mặt nhanh chóng. Chưa dừng lại ở đó, nạn nhân của chúng không chỉ là giới trung lưu mà còn cả tầng lớp nghèo và tầng lớp thượng lưu. Với tầng lớp nghèo, chúng cài người vào giải danh là ăn xin, vô gia cư, lấy danh nghĩa đang có chính sách hỗ trợ người nghèo kiếm việc làm, chỉ cần đưa thẻ chứng minh nhân dân là được. Và chúng đã lấy số chứng minh nhân dân này để làm những hành vi bất chính và đi vay tiền. Còn đối với giới thượng lưu, chúng đánh vào những tập đoàn, công ty đang bị chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid. Chúng sẽ lại cho vay, thậm chí đầu tư vào cũng với tiêu chí lãi suất cực thấp so với ngân hàng, thủ tục lại nhanh, giao dịch tiền mặt nhanh gọn lẹ. Con mồi bé bở của chúng trong bộ phim là Hong Min Bom, một giám đốc điều hành của tập đoàn Liêu Group. Một dự án xây khách sạn đang bị treo nên anh ấy cần 100 tỷ nóng để hoàn thành dự án. Đổi lại điều kiện là tên giám đốc của công ty về vốn nụ cười là Kim Nhong Kia sẽ xây dựng một sòng bạc trong đấy. Cái hay của đạo diễn là lúc đầu đạo diễn cố tình giới thiệu cả hai nhân vật Kim Nhong Kia và Choe Tae Ho song song cùng một lúc. Họ đều là những người cho vay, với bề ngoài lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Nhưng điều này cố tình cho ta thấy thật giả lẫn lộn, lòng tốt bị đánh tráo trong một xã hội đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chúng ta không thể phân biệt được đâu là lòng tốt thật, đâu là lòng tốt giả. Phim chỉ có 8 tập, đạo diễn cũng không mất nhiều thời gian để lột mặt nạ xảo trá của những con chó săn khát máu là tên Kim Nhong Kia khi hắn cùng thuộc cấp của hắn tới tấn công mẹ của Gun-woo để đòi tiền và chạm trán trực tiếp với Gun-woo. Tuy Gun-woo lúc này đơn thân độc mã, vẫn chưa thể đánh bại được phe tên Kim, nhưng hắn rất ấn tượng với khả năng đánh đấm và sự dũng cảm của Gun-woo. Hắn muốn chiêu mộ Gun-woo làm phụ tá, phụ trách đòi nợ cho hắn, nhưng thất bại và kết cục Gun-woo bị hắn rạch mặt cảnh cáo vì dám từ chối hắn. Đúng là chúng ta bắt đầu thấy được độ chó điên của tên Kim. Không chỉ chó điên sẵn sàng cắn xé bất cứ ai ngáng chừng hắn, mà hắn còn là một con chó rất khát tiền. Chỉ cần nơi đâu đánh hơi ra được mùi tiền, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt. Nhưng chúng ta chỉ biết hắn chỉ có một đám thuộc cấp chó săn trung thành và hút cạn máu của người nghèo, một tầng lớp yếu thế không có khả năng phản kháng. Chỉ vậy thôi thì sao chúng có thể tham vọng thâu tóm cả giới tại Việt, thậm chí sau này còn có cả nọ các tổng thống và các chính quyền tham nhũng của các quốc gia khác. Đúng, thật ra hắn chẳng đủ tài lực để làm điều đó. Số tiền hắn gom góp cũng chỉ 50 tỷ, cơ bản là không đủ để thâu tóm giới tại Việt. Không chơi đường đường chính chính được thì chuyển sang chơi bẩn thôi. Đạo diễn bắt đầu bóc tách mối liên hệ của hắn với Chủ tịch Choe. Hắn từng là thuộc cấp của Chủ tịch Choe, được Chủ tịch Choe cưu mang nhận về. Nhưng sau đó Chủ tịch Choe gác kiếm và giải tán công ty để về làm những công việc công ích, thiện nguyện, cũng cho vay nhưng không lấy lãi, khi nào có thì trả. Ấm ức vì mất chén cơm, hắn ra tay triệt hạ Chủ tịch Choe để chiếm đoạt số tài sản còn lại của ông ta. Tuy thất bại trong cả hai, nhưng hắn đã vớt vát lại bằng cách lợi dụng tiếng tăm và danh nghĩa của Chủ tịch Choe để tiếp tục đi đòi nợ. Khi đã dính tới hắn, dù chỉ một lần thì đừng hòng ai thoát được. Dù giám đốc Hồng bắt đầu thấy sự lừa gạt của tên Kim, muốn chấm dứt hợp tác, và tên Kim một lần nữa không chơi trực diện được thì chơi bẩn thôi. Hắn bắt cóc quay lại hình ảnh nhạy cảm của giám đốc Hồng để bắt ép ký hợp đồng vay tiền của hắn. Sau đó thì hắn biết tin Chủ tịch Choe vẫn còn sống và hiện hắn cũng đang còn thiếu 50 tỷ nên hắn chơi tất tay, thắp lại tham vọng xưa, tiếp tục cưỡng tài sản của Chủ tịch Choe. Suốt bộ phim là hành trình lật đổ tên trùm xảo trá Kim này. Nếu các bạn từng xem phim style kiểu này cũng 8 tập như My Name, đạo diễn luôn tạo độ ức chế tới đỉnh điểm. My Name 8 tập mà suốt 7 tập phe thiện đều bị dập cho tơi bơi. Trong Bloodhounds cũng không khá khẩm hơn. Bộ phim 8 tập nhưng suốt 7 tập, 1 tiếng của tập cuối thì chúng ta sẽ hoàn toàn phải chứng kiến phe thiện bị vu dập tan tác, thậm chí mất mạng. Nói đúng ra cả cuốn phim chỉ duy nhất một phân cảnh hồi tưởng tên Kim lúc còn dưới trướng Chủ tịch Choe, và khoảng 15 phút cuối phim tập cuối là thấy tên phản diện yếu thôi. Còn lại hắn quả là một tên trùm cuối khó nuốt nhất. Hắn có thể chưa mạnh về đánh đấm so với đối thủ, nhưng điều khiến hắn đáng sợ chính là hắn luôn biết cách dở thủ đoạn, chơi xấu để giành được chiến thắng. Hắn cũng có những con chó săn dưới trướng rất trung thành và máu điên cực mạnh, thậm chí hắn còn có quá nhiều vòi bạch tuộc. Trong nội bộ cảnh sát luôn có tay chân của hắn. Hắn cũng sẵn sàng dùng tiền để móc nối tham nhũng với cả chính phủ của các nước khác, kể cả khi hắn đã thất thế. Như trong phim, hắn đã móc nối với một cán bộ tham nhũng xứ Tây Biển Đông nào đó để lên kế hoạch tẩu thoát. Thậm chí nếu nhìn lại, tuy chiến thắng được hắn, nhưng phe thiện vẫn chịu nhiều tổn thất và sinh mạng hơn. Bộ phim tạo sự thú vị khi khai thác các nhân vật cả thiện và ác đều là những võ sĩ. Khác nhau là một phe có tinh thần thượng võ, còn một bên biến chất, dùng nó cho hành vi phạm tội, trái lại với tinh thần võ sĩ. Nếu ai đam mê với các phim có pha hành động võ thuật, võ đài thì phim này chắc sẽ cuốn được các bạn. Tuy đối với hai diễn viên Woo Do-hwan và Isangi, đây đều là những thể phim khá mới với hai diễn viên này. Diễn viên Woo Do-hwan được fan quốc tế biết nhiều sau Quân Vương Bất Diệt. Bloodhounds cũng là dự án đầu tiên comeback sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nên sự nhanh nhạy, thoăn thoát trong những năm tháng quân trường vẫn được Woo Do-hwan tận dụng khá tốt để hóa thân thành nhân vật Bonu. Còn Isangi là một hình ảnh hoàn toàn khác với hình ảnh anh xây dựng trước đây. Khi tham gia dự án, anh úp mở sẽ lột xác, đổi mới trong vai diễn này. Mới tập đầu xuất hiện trong hình ảnh cứ như phản diện, fan đều nghĩ liệu đây có phải sự lột xác như anh nói. Nhưng không, trong suy nghĩ của mình đã thấy tạo hình này không thể phản diện nổi được. Quả đúng như vậy, sau trận đấu võ đài, Gun-woo và Woo-jin trở thành bạn thân và là cặp bài trùng của nhau trong hành trình đối đầu trực tiếp với tên Kim cùng bè lũ của hắn. Nhân vật của cả hai đa số đều quay thật, không đóng thế, và ta ghi nhận sự nỗ lực của bộ đôi. Tuy thể loại chưa từng có kinh nghiệm, nhưng họ đã hóa thân rất trọn vẹn cho người xem, thưởng thức những pha cận chiến vô cùng mãn nhãn, thuyết phục. Về phản ứng hóa học của hai nhân vật cũng rất tốt. Không chỉ là huynh đệ cùng chiến đấu, họ được xây dựng đúng thật là mảnh ghép không thể thiếu của nhau. Gun-woo thì tính cách hơi ngô nghê, thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp xã hội. Woo-jin đã lắp vào khoảng thiếu sót ấy của Gun-woo, diễn xuất vô cùng ăn khớp, đúng sở trường Gun-woo ngô nghê, hiền hòa, còn Woo-jin thì tấu hài và rất quyết liệt. Park Seo-jun thì chắc cũng không còn lạ lẫm với fan phim Hàn, một diễn viên chuyên thủ vai ngầu ngầu phản diện. Vừa qua anh cũng góp mặt trong một bộ phim thể loại hài hiếm hoi, cũng được công chiếu tại rạp Việt Nam là Đậu Gấu Đụng Đầu Đất, nhưng hơi flop tại thị trường Việt Nam. Trở lại với phản diện Bloodhounds, dĩ nhiên anh vẫn chưa hề rớt phong độ. Nhân vật phản diện Kim của anh đủ sức nặng đối trọng với nhân vật phe thiện, thậm chí có khi còn mạnh hơn. Kim Se-ron là trường hợp đáng tiếc. Cô vào vai cô gái Kim Yeon-ju, người bạn đồng hành cùng bộ đội Gun-woo và Woo-jin trong hành trình lật đổ tên Kim. Nhưng trong quá trình thực hiện bộ phim, cô bị vướng vào scandal uống rượu lái xe, gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cô bị lên án và tẩy chay, mất sự nghiệp. Trong Bloodhounds, vai diễn của cô là vai chính, rất quan trọng. Cô là cháu gái nuôi của Chủ tịch Choe. Nhân vật của cô có background nhân vật sâu sắc, thông điệp nữ quyền, những pha hành động mãn nhãn. Thế nhưng sau scandal, đạo diễn đã chính thức loại bỏ nhân vật của cô và thay đổi phát triển tuyến nhân vật nữ khác đồng hành cùng bộ đội nhân vật chính. Vừa đáng tiếc cho một tài năng đáng ra đã vụt sáng, cũng vừa đáng tiếc sau thành công của bộ phim, nhiều khả năng Netflix sẽ bắt tay vào sản xuất phần 2. Tuyến nhân vật của cô dẫu có vô vàn vàng ý tưởng, hướng phát triển, có thể khai thác cho nhân vật Yeon-ju trả thù người ông đã mất của mình. Thế nhưng dẫu có phần tiếp theo thì có lẽ cô cũng khó có thể quay trở lại với dự án vì những sự cố scandal tai hại. Tóm lại, Bloodhounds là một bộ phim hành động, tội phạm vô cùng chất lượng. Bầu không khí phim u tối, hoang tàn, phù hợp với bối cảnh Covid-19. Cũng vì thế chắc đây cũng là phim hiếm hoi mà diễn viên chính có thời lượng mang khẩu trang nhiều nhất đó giờ. Đánh đấm mãn nhãn, kịch tính nghẹt thở, độ khó được tăng cao nhờ nhân vật phản diện. Phim cũng biết ngắt nghỉ hợp lý, không chỉ đánh đấm máu me nảy lửa, cũng có những giây phút lắng lại với những cảnh hài hước, vui vẻ và sum vầy. Còn quay trở lại với câu hỏi đầu video, cũng như tiêu đề mà mình đặt ở video này, Bloodhounds có thật trong mùa Covid không? Phim chuyển thể từ webcomic trên Naver của tác giả Jeong Chan, đạo diễn Kim Chu Hoan cũng chỉnh sửa lại bối cảnh Covid-19 cho mang tính đương đại một chút. Dĩ nhiên đạo diễn cũng nói công ty Smile Capital chỉ là công ty hư cấu, nhưng cốt lõi của kịch bản là phản ánh những mặt đen tối giữa con người với nhau trong bối cảnh khủng hoảng. Covid là một đại dịch chung, bối cảnh khắc nghiệt là thứ ai cũng phải đối mặt. Nhưng tựa như vết sẹo của phản diện Kim và Gun-woo, cả hai đều bị một vết sẹo giống hệt nhau, chỉ là khác bên gương mặt. Cùng là vết sẹo, là vết thương, nỗi đau, nhưng cách ta đối diện với chúng thì khác nhau. Gun-woo xem đó là một bài học, một cơ hội, vì nhờ nó anh mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và gặp được những người bạn mới. Trái lại tên Kim luôn nhìn vào như một sự phẫn uất, hắn vơ vét hút máu của người khác để lấp đầy tổn thương của bản thân hắn. Trong cơn đại dịch Covid-19 tồi tệ, có người nhìn nhận nó như một khoảng thời gian để ta nhìn nhận lại bản thân, cơ hội để ta hoàn thiện lại những thiếu sót mà ta chưa làm được giữa bộn bề cuộc sống, cũng là dịp để ta được cho đi, giúp đỡ người khác. Nhưng cũng có những kẻ mang danh như công ty nụ cười, khoác ngoài vẻ cao cả, giúp đỡ người khác, nhưng thật ra cũng lợi dụng cơ hội để vơ vét, tham nhũng, biển thủ, đem về lợi ích nhóm, hút máu cả những người nghèo. Vậy nhìn lại, hình như nó có thật, đúng không ta? Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết video phân tích của mình. Các bạn hãy để lại cho mình một subscribe, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Các bạn cứ để lại cảm nghĩ của các bạn dưới phần comment, mình sẽ đọc nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn một video khác tại Film & More. Bye bye, see ya.